Xin chào cả nhà. Rồi, em lên con đầu tiên nha. Đây em mới về được con đồng hồ Casio Rolex hàng cổ nha. Rất là đẹp luôn. Đó, chạy cơ chế vừa 3 kim, 2 ô điện tử nè. Đó, niềng xoay 2 chiều. Em để giá cho cả nhà là 980 bao ship. Đó, sản xuất tại Nhật nha, hàng cổ nha. Japan. Đó, chạy 3 kim điện tử nè. Nó có hai cảm biến nha. Rồi, áp suất khí quyển nè, chuông to nha. Độ cao nước biển nè. Nhiệt độ nè, đó nó có nhiệt độ luôn nha cả nhà. Đó. Báo thức nè. Báo thức và báo tiếng nha. Đếm ngược thể thao, bấm giờ thể thao, lịch là lịch vạn niên nè, đó có biểu đồ luôn, thứ ngày tháng hoặc là biểu đồ hoặc là giờ phút giây, có đèn tự động luôn nha cả nhà, đèn tự động là mình đè đó, mình đè dưới đây, size con này là cỡ 49.6 nha. Còn càng thì nhỏ, tại vì nó có cảm biến thôi nha. Càng cỡ 46 cái cảm biến này nè. Đó, còn này là nấm để chỉnh giờ nha, chỉnh kim. Đó, đèn tự động, đèn là xanh dương nha. Đó, 980 bao ship, dây là dây Rolex luôn nha cả nhà. Đó, dây zin của nó luôn. Kẹp vô nè. Đó, con này dây thì cỡ 19 đổ về thôi. Đó, hàng cổ nha, sản xuất những năm 90 đến giờ nè cả nhà. Đó, 980 bao ship nha. Như nó có dạ quang nữa, đâu em coi coi. Có dạ quang luôn nha. Có đèn luôn, đó đèn tự động nha. Hai cảm biến độc lạ, 980 bao ship. Rồi, còn hai con Rolex này em bán ở nhà combo 1 tặng 1 luôn nè, luôn nha. Đó. 730 bao ship hai con. Đó, hôm nay em sale, em còn ít đồng hồ em sale để em vô cái lô hàng mới nha. 730 bao ship. Ok chưa? Một em đồng hồ nè, con này là BRT 70 71, tại vì nó dây BRT 70 71, còn này BRT 60. Đó. Con này có 3 cảm biến nha cả nhà, con kia 2 cảm biến, con này 3 cảm biến. Cũng là đo nhiệt độ, áp suất khí quyển, độ cao nước biển và đặc biệt có leo núi. Đó. Nè. Nhiệt độ, áp suất khí quyển nè. Đó, có chức năng leo núi nè. Độ cao nước biển nè. Lịch sử, xem giờ thế giới, báo thức. Đó, đầy đủ chức năng và có đèn tự động luôn nha cả nhà. Có đèn tự động luôn. Đó. Thì con này đo ngang là 54, càng thì cũng cỡ 49 đó. Đó. Dây con này thì cũng cỡ 19 đổ về, cũng là dây rồ chét luôn nha. Đó, dây dây sắt luôn. Dây 19 nha. Đó. 730 bao ship hai con nha. Con này là em kiểu như em tặng luôn, tại vì hàng đúng cổ luôn, BRT 11. Thì con này nó còn xem giờ giấc, nhiệt độ đó. Nhiệt độ xem mặt trời lặn mọc. Bấm giờ thể thao, lịch vạn niên. Đèn chuông thì em không thấy, có thể cả nhà tự xử, gọi là tặng đi, tặng cho cả nhà ra tiệm tự xử giùm em. Đèn chuông không có. Đó. Cũng là Casio nha. Đó, 730 bao ship hai con nha cả nhà. Size đo ngang 47. Đó, rồi. 730 bao ship hai con nha, rồi. Tiếp theo em đến một con đồng hồ Bolix. Đó. 1,3 triệu, 50.000 bao ship nha, nguyên hộp luôn, còn cái hộp giấy ở ngoài luôn, hộp xịn nha.
còn nguyên hộp giấy ở ngoài nữa, bolit 1.350.000 bao ship nha. Bolit là của Ý, tiếng Việt của nó là cảnh sát đó. Sổ sách đồ đầy đủ nha cả nhà, nguyên hộp nha, để mình tặng hay mình giống như mình mua mới gì đó. Đó, bao đẹp luôn, kính đẹp, vỏ đẹp. Size của nó là 44, cả nấm là 47.5 đó. Đó, lịch cười, thứ ngày, dây nè, có thêm cái táp nè, đằng sau là đáy xoáy nha, chống nước 100m. Đó, dây thép là không rỉ, dây 20 luôn. Đó, có dạ quang luôn nha, 1.350.000 bao ship luôn. Đó, có dạ quang nha. Dây là khóa bấm 1350 bao ship nha. Nó cái đó của Ý, còn cái này của Mỹ nè cả nhà, for sale. Đó, rồi sale luôn, 680 bao ship luôn, for sale của Mỹ nha. Đó, chạy cơ chế 6 kim bấm giờ thể thao, kim nè, dừng nè, reset nè. Đó, bây giờ mình muốn reset kim dễ nha, rút cho em ra hai nấc nè. Đó, dừng nè, bấm nè, reset nè. Nè, reset nè, reset kim góc 9 giờ được luôn nha. Em tua nhanh qua nha. Đây, đó, của Mỹ nha. Size là 42.5, đáy xoáy, chống nước 100m nha, 6 kim, có dạ quang luôn. Dây da 680 bao ship nha cả nhà, for sale. Dạ quang nè, rất là sáng nha. Rồi, một em đồng hồ Citizen mặc là Honda, 730 bao ship nha. Chain Continent, dạ quang xanh dương, lịch thượng. Còn ở dưới á, là giờ 24 giờ hoặc là múi giờ thứ hai nha cả nhà. Size ngang là 38, chưa nấm, dạ quang xanh dương nha, độc lạ nha. 730 bao ship luôn. Đó, dạ quang xanh dương của nhà Citizen nha cả nhà, đọc lạ nha, 730 bao ship. Rồi, một em đồng hồ của Anh Quốc, hàng mới chưa qua sử dụng nha, 930 bao ship, keo Wohler UK London, chạy cơ chế là 4 kim, còn nguyên táp, giá mới của nó là 32.000 yên, tương đương với 6 triệu mấy nha. Đó, thì cả nhà thấy nó 3 kim, cọc số thì la mã, còn cây kim vàng là cây trò chơi nha. Đó, đồng hồ có trò chơi nè, nút bấm nè, nó sẽ nhảy số bất kỳ nha, chẳng lẽ học tài xỉu gì đó. Đó, trong casino cả nhà. Đó, đọc lại nha, size ngang cũng 38 luôn, chưa nấm nha, 38 là chưa nấm, càng là 50. Đó, 950 bao ship nha, không quên, 930 luôn. Đó, 930 bao ship luôn, hàng mới chưa qua sử dụng nha cả nhà, còn nguyên tem đáy luôn. Đó, cả nhà nhìn kỹ nha, UK London của Anh Quốc nha. Đó, 930 bao ship nha. Rồi, nhắc đến Anh Quốc thì em còn con này cũng Anh Quốc luôn, Bow Smith, sale luôn nha, 1180 bao ship. Con này là Citizen Bow Smith kim choi, đổi màu 5 ô đổi màu liên tục, size 40 nha. Đó, 5 ô đổi màu liên tục, kim choi nhưng automatic nha, sản xuất tại Nhật luôn. Dây thép đúc độc lạ nha, khóa bấm 1180 bao ship nha, dạ quang cũng xanh dương luôn đó nha, dạ quang xanh dương luôn.
Đó, dây thép đúc nha cả nhà, 1180 bao ship nha. Dây cũng dài luôn, 19 luôn, hít 20 em có mắc dây này luôn nha. Đó. Kim choi nha, 1180 bao ship như automatic nè. CDN bao Schmidt. Rồi. Casio Overland. Đó, 950 bao ship nha. À, chất liệu là titanium, sản xuất Thái Lan, full titanium, pin năng lượng size 40 nha, dạ quang học trò nha cả nhà, pin năng lượng nha. Nè cả nhà, đó, có đèn trợ sáng luôn, rất là sáng nha, chuông nè, pin năng lượng khỏe nha, bấm giờ thế giới nè, báo thức nè, báo tiếng, bấm giờ thao, chỉnh kim lịch vạn niên luôn nha. Đó, thứ hai ngày 7 khóa bấm titan nha, size 40, 950 bao ship, dây 19 luôn nha cả nhà. Còn hít kim không em có con này sale luôn, 900 bao ship nha. Casio Overland, pin năng lượng size ngang 39, con này sản xuất tại Nhật nha, chất liệu là titanium, pin năng lượng và có đèn tự động luôn đó nha. Con này có đèn tự động, đèn led trên, đèn led dưới nha. Lịch là lịch vạn niên, có báo thức đó. Pin năng lượng đó, 900 bao ship nha, nguyên hộp, dây titanium, khóa bấm luôn đó. Còn không thì em có hai con này cũng y chang chức năng đó luôn. Hai con này để xả luôn, 950 bao ship nha. Dây thép đúc size ngang 39. Đó. Phù hợp anh em nào tay vừa và nhỏ nha. Đó. Cũng con này mặt xanh riêu, con này mặt xám, cũng là dạ quay học trò, pin năng lượng nha. 950 bao ship. Có báo thức, có lịch vạn niên luôn. Có đèn tự động nha. Đó, lắc tay nhẹ là sáng đèn. Dây thép đúc nha. 950. Rồi. Đó, này là em sale bớt nha cả nhà. Em sale để lô hàng mới sắp về. Được thì cả nhà ủng hộ nha. Đó, một em đồng hồ Casio Lite A nè. 930 bao ship luôn, nguyên hộp nha. Multiband 6. Đó, cọc số thẳng size 40. Đèn đồ, đèn có đèn trợ sáng và cọc số nè, cọc số thẳng nè. Pin năng lượng khỏe nè. Xem giờ thế giới nè, 5 báo thức luôn nha. Bấm giờ thao, đếm ngược thao, lịch vạn niên. Đó, 930 bao ship luôn. Rồi, con này em sale luôn, 1180 bao ship nha. CK Thụy Sĩ kính sapphire. Kiểu mặt độc lạ nha. Size ngang là 42, đằng sau còn nguyên tem đáy luôn. Đó, hoặc nấm rin. Kính sapphire nha, Swiss Made Thụy Sĩ nha, chính hãng. Đó, size 42 nha. Dây thép đúc. Đây còn ba con này sale luôn nha. 1080 bao ship. Đồng hồ Pháp. Đó, 5 kim, mỗi kim một nơi nha cả nhà. Mỗi kim một nơi, ví dụ kim giờ nó ở góc 12 giờ, kim phút nó ở giữa và kim dây nó ở cuối nè, nó ở kim dây đó. Ba kim mỗi kim một nơi, còn kim thứ bên đây, kim ngày ở đây. Size của nó là 42, của Pháp máy Nhật nha. 1.080.000 bao ship nữa nha. Khóa bấm còn nguyên táp luôn, nguyên táp, nguyên siêu, chưa sử dụng nha. 1.080.000 bao ship nha. Đó, hôm nay làm sale gần hết luôn rồi cả nhà. Đó. Em Sonne sản xuất tại Nhật như mới luôn, 1.980.000 bao ship luôn nha. Đó, sale sát vốn rồi, size cỡ 42 á, 42 chưa nóng, chạy cơ chế 5 kim, kim nung xanh nha. Lịch ngày nè, cọc số thì La Mã nha. Đó, kính là cực đẹp luôn, dây cực đẹp luôn.
khóa bấm nha. Con này cực đẹp luôn, không hiểu sao không ai chốt. Sản xuất tại Nhật, rất là nặng nha, thép đúc nha, đáy xoáy chống nước 100m nha. Rồi, rồi con này thì đặc biệt, 1.750.000 bao ship nha, silen dạ quang phải gọi cực sáng luôn, kính lòi nha, núm ngược gọi là tay lái nghịch nha. Size này size to 45 cũng rất hiếm gặp, 45 cả núm là 53, dạ quang cực sáng luôn đó, không cần rọi đèn nó cũng sáng rồi. 1.750.000 bao ship nha, rất rất sáng. Con này là dòng nặng lặn chống nước 200m núm nè. Đó, đằng sau đáy xoáy nha, dây thép đúc bao dài luôn. Đó, kính đẹp, vỏ đẹp hết nha. Đó, bao ngầu dạ quang là cực sáng luôn, giáp ban nè, xi lên nha. Rồi, một em đồng hồ Casio Waysetter Multiband 6 nha. Size ngang 43, pin năng lượng nha, 7 kim, có kim chạy ngược luôn cả nhà. Đây. Từ nha, có kim chạy ngược luôn, có báo thức, có lịch vạn niên nha. Chất liệu là cao su, dây cao su thể thao. Đó. Dừng nè. Reset nè, đó, kim chạy ngược nha, chạy tới được, chạy lui được, mặt hai lòng, xem giờ thế giới, có báo thức, có lịch vạn niên nha, rất là nhiều chức năng, 830 bao ship nguyên hộp nha cả nhà. Rồi, một em đồng hồ Casio Waysetter, đó, con này độc lạ hơn, 6 kim với một ô điện tử nha, hay gì con kia 7 kim, con này bán cho cả nhà là 580 bao ship nha, sản xuất tại Thái Lan. Đó, chất liệu là cao su, pin năng lượng luôn nha, và có đèn tự động luôn cả nhà. Đó, có đèn tự động luôn nha, có đèn tự động, có báo thức, lịch vạn niên, bấm giờ thể thao nha. Đó, con này em mua rẻ em bán rẻ nha, chứ bình thường mấy chỗ khác là phải 700-800. Sản xuất Thái Lan nha, hoặc size 43 ngang, pin năng lượng. Rồi, đây mới về được em đồng hồ Casio nè, cũng pin năng lượng, dáng thể thao nha, con này em bán là 580 bao ship nguyên hộp luôn, pin năng lượng khỏe nha, có đèn tự động luôn nha cả nhà. Đó, đèn rất là sáng nè. Đó, có đèn tự động nha. Size đo ngang là cũng hơi bự nha, size 41.6 nè. Đó, con này tay phải trên 10, tay 16 cũng được, 16 đổ lên. Đó, pin năng lượng nha cả nhà. 5 nút bấm. Hiển thị hết đầy đủ lịch vạn niên luôn. Bấm giờ thể thao nè, dòng này bấm giờ thể thao nha, start nè. Đó, chuyên về bấm giờ thể thao luôn. Lịch sử bấm giờ thể thao, điểm ngược thể thao, xem giờ thế giới, báo thức nè, có 5 báo thức, có báo thức lặp lại luôn và báo tiếng nha. Đó, đầy đủ chức năng luôn, rất là đẹp. 580 bao ship nữa nha. Rồi, em đây cả nhà ơi, em về mấy chục bộ đồng hồ Y9 Ultra đảm bảo hả, không, chưa có ai bán luôn cả nhà, chưa có ai bán luôn. Lần trước là em bán Y8 rồi, Y8 là 2.0 màn hình đó, 2.0 inch, còn bây giờ là 2.3 rồi. Đó, thì một bộ nó như vậy, 450 bao ship, gồm có hai sợi dây đồng hồ thay đổi, một tai nghe không dây, một đồng hồ thông minh có sách hướng dẫn, hai sợi dây cáp có nghe gọi luôn, đo huyết áp, oxy, sức khỏe, tập luyện thể thao đầy đủ,
nhận tin nhắn nè, có tiếng Việt luôn nha. Đó, 450 bao ship một bộ nha, size 42.6 nè. Càng thì cỡ 48.5 thôi. Đó, dây mình về mình đeo nè, bỏ vô gắn qua. Đó. Ừ, nút có 3 nút nha, nút thể thao. Nút này là vừa là nút bắt, vừa là vật lý xoay, có thể cài hình nền được luôn nha cả nhà. Đó. Nè, có nghe gọi, bấm vô đây nghe gọi nè. Đó. Ừ. Đó, màn hình rất là mượt nha. Có nghe gọi, có cái loa ngoài để nghe nhạc cũng được luôn, hoặc là nghe gọi đó cả nhà. Xem thời tiết nè. À, nhịp tim, huyết đo lường. Đó, có game luôn, có máy tính luôn nha. Đó. Nhiều chức năng, cả nhà cứ về nghiên cứu nha. Đó, 450 bao ship nguyên bộ luôn, chưa ai bán luôn. Đó. Nguyên bộ 450 là bao ship luôn nha. À, em có dư một cái điện thoại nha. Realme GT Neo 2 cực mạnh luôn, tại vì em có đến mấy con luôn cả nhà ơi. Đây, có đến mấy con để em quay video cả nhà. Quay video sạc rất là nhanh nha, sạc nhanh 65W. Đó, màn hình cực sáng luôn. Đó, mình mua điện thoại mình nên chú ý cái màn hình nha. Đó, các nhà bây giờ người ta bán đồng hồ điện thoại ti mạnh thiệt, màn hình nó tối thui, màn hình gì đâu. Con này màn hình rất là sáng luôn. Full HD. Chip nè, chip 870 cực mạnh luôn, chiến tất cả mọi game 870 nha. Đó, AnTuTu cũng cỡ 700 mấy ngàn. Màn hình 6,62 inch full HD, pin 5000, rất pin 5000. Full tiếng Việt luôn. RAM 8GB, bộ nhớ 70, bộ nhớ 128GB. Con này thì em quay video cả nhà. Đó, em quay video đồng hồ nè, em up lên YouTube đó, giờ em bán bớt nha. Đó, em bán bớt. Màn hình rất đẹp, rất là sáng nè, màu có cáp sạc full box luôn, màu này gọi là xanh đa sắc nha. Đó. Còn đẹp, green full chức năng luôn. Em bán là 4 triệu 4 bao ship nha cả nhà. 4 triệu 4 luôn, bớt giá luôn. Bán này bán lỗ nha. Đó. Đó. Nguyên hộp luôn. Cáp sạc rồi đầy đủ nha. Đó. 4 triệu 4 bao ship nha. Hành lý, giá hành lý. Chụp hình đồ này kia đồ đầy đủ, nghe gọi YouTube đồ, màn hình rất là sáng, hai loa nha. Đó. Vân tay trong màn hình luôn, có nhận diện khuôn mặt này kia đầy đủ đó, rất là nhiều. Rồi em sell tiếp một con đồng hồ cơ nha, 1680 bao ship, 1680 luôn. Đây là đồng hồ cơ RK Kikuchi của Nhật, 35 chân kính nha, có cót tai luôn. À, ở trên tháng này là ngày, còn này 24 giờ. Đó, 24 giờ ngày tháng, 24 giờ là chân sau nha cả nhà, chân sau ngày. Ở đằng sau là lộ máy 35 chân kính nha, đáy xoáy. Đó, lịch ấn hai dây nha, dây này dây rin, còn dây này dây khóa bướm nha. Size 42 nè, chưa nấm nha. Đó, 1680 bao ship nha. Rồi một em đồng hồ Fossil của Mỹ nè, 880 bao ship nha. Đó. Rồi một em đồng hồ Casio Lai Multiband 6 dòng VIP nha, em bán 1850 bao ship, hai ô điện tử, ba kim nha, sản xuất tại Thái Lan,
pin năng lượng size 40 chéo, đo ngang 42 nha. Đó, hàng VIP nha, 1850 bao ship, pin sản xuất Thái Lan, dây thép đúc có đời mi khóa bấm nha, Casio LCW M300 Casio Lai nha, multiband 6 nha, pin năng lượng nha các nhà. Rồi, sơ sơ cũng hết. Nếu bán hết này em về lô hàng mới nha. Với em về thêm rất là nhiều mẫu đồng hồ thông minh nha các nhà. Đó, đồng hồ thông minh mà chuẩn quân đội nha. Còn đồng hồ mà thông minh mà bình thường á, là không có ngâm nước, không có đi bơi này kia được đâu, tại vì nó là điện tử. Còn đi, còn cái này là dòng quân đội, dòng thể thao rất là bền. Nhúng nước là vô tư luôn, có nghĩa là mình đi bơi, đi lặn gì kia đầy đủ nha. Nè, nhúng nước. Nhúng bao lâu tùy thích. Đó. Lấy ra nghe gọi trực tiếp luôn. Cài hình nền được luôn. Đó, con này là A80 nha. Đây cả nhà, đó, ví dụ mình lấy ra bấm nghe gọi hay là làm gì cũng được, đó, đi tắm, đi bơi gì cũng được nha. Và đặc biệt con này có đo sức khỏe, đo huyết áp, oxy trong máu này kia đồ đầy đủ, có GPS luôn. Dòng này là dòng mới ra nha, chưa đảm bảo chưa có ai bán luôn cả nhà. Cài được hình nền luôn. Con này là A80 3 nút, con này A78 2 nút nha. Đây. Đó, em test thực tế với cả nhà luôn á. Còn con này em đang đeo nè. Tại vì xài rất là sướng nên lấy ra đeo luôn. Đó, cài được hình nền nha. Nhịp tim nè. Theo dõi giấc ngủ nè. Pin rất là trâu, màn hình rất là sáng nha, giống như điện thoại gì đó. Đó, theo xem thời tiết được luôn. Dán màn em không cần dán luôn, em để chay gì luôn đó. Theo dõi thời tiết à, có máy tính nè, và đặc biệt có điều khiển giọng nói được luôn nha, là talk after tap nè, đó, nghe gọi nè, nghe gọi luôn, ok chưa? Để biết thông tin tài khoản cái loa của nó nè, để nạp tiền bấm 92, để được trợ giúp bấm 93, để biết đó. Nghe nhạc rất là to nha. Hai con đều y chang nhau. Em đâu có test được hết đâu. Hello, xin chào nhà. Rồi, em lên con đầu tiên nha. Đó. Một em đồng hồ CDN. Đó, con này cũng có loa luôn, y chang. Là titanium, dây là. Ừ. Dây tay của con này màng bự không? Đó, khóa là khóa bấm. Đằng sau là đầy. Đó, con này bự hả? Nè, nhận thông báo nè. Đó, có chuông luôn, có rung luôn. Pin nè, mình vuốt xuống nè. Nút này nút trở về nè, vuốt xuống nè. Đó. Lắc tay là sáng màn nha. Đó, lắc tay là sáng màn, mình đổi mặt đồng hồ được luôn nè. Đó. Vô màn hình nè, mình đổi giao diện được luôn nha. Có rung có chuông, con này thì size 41 x 47, dành cho anh em nào tay vừa và nhỏ được luôn nha. Size 41 nè, nhân cho chỗ này là 47.6 x 48 đi. Đó, còn con này thì bự hơn nha, con này đến 44 43.6 nè. Đó, càng cỡ 52. Đó, bự hơn. Con này em bán 800 bao ship, con này em bán 780 bao ship nha. Đó, pin trâu nha các nhà. Con này thì nó có cũng đẹp. Toàn là mẫu mới nha, bảo đảm chưa ai bán luôn. Đó. Màn bự hơn, con này màn dừa. Đó. Nè. Có chuông, có thông báo luôn nè. Mình có thể tắt được luôn nha. Vuốt xuống. Tránh làm phiền nè, bật nè. Đó. Audio nè, có chế độ tiết kiệm pin nè, đầy đủ chức năng cả nhà ơi.
Đó, nghe gọi đồ nhúng nước thoải mái nha. Con này A80 800 bao ship, con này A78 780 bao ship nha. Đó, cứ nhúng nước hay đi tắm, đi bơi, đi lặn gì đó, làm việc ngoài trời kia bình thường nha. Đó. Rồi em xin hết nha cả nhà, chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha.